Alright. Yeah, sometimes fashion night là ở ngoài spectrum cho mùa xuân của hàng 24 luôn mọi người. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Có cái hộ đó luôn mọi người. Yeah. Chơi nước á, em tìm bánh pretzel anti-ans ở đây luôn mọi người. Yeah. Thì trước tôi có Winston Mall có tiệm anti pretzel ăn tôi kêu cinnamon mùa nhiều lần xăm xăm mấy lần pepperoni ăn mặn á, và hoặc hoặc là ăn cinnamon á, và kêu đá chanh mùi strawberry hoặc là mùi cherry lần á. Yeah, yeah, nó là mixer lần á. Yeah, yeah, okay. Yep, yep, all right. Ah. Mấy tiệm của mấy nữ không luôn rồi đó. Yep. Yeah. All right. Okay, cái Ferris wheel nó sao cái lên cầu giống như ở Disneyland cũng có, với hội chợ phê mùa hè cũng có luôn á. Yep. Cái Ferris wheel luôn á. Yeah. Cái đó cho OCC lận á, mỗi mùa hè cho OCC lận á, với mỗi với Wing năm ở Fullerton College lận á. Derek gọi hồi xưa là cái dean của Fullerton, Tom bây giờ cũng làm việc ở Fullerton luôn lận á, và khi ít ngày lận đây Tom là không phải full time ở một chỗ, tại Tom phải đi nhiều, Tom cho phải đi nhiều chỗ lận á. Yep, Tom cũng OCC nữa không phải ít lắm lần ấy, trong Derek là bận lắm lần sau Derek và các mấy ở OCC đi hội chợ luôn lần á, trong Mia, Aileen, Christina Nguyễn lần á. Yeah, alright, okay, bye bye nha. Yeah, target của nó luôn lần á. Alright, check out Nordstrom lần á. Alright, bye bye nha.